Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giải thưởng phụ của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Những giải thưởng mà theo chúng tôi nghĩ rằng vô cùng đáng quý và danh giá cho những thí sinh nào giành được giải thưởng này. And here are the extra prizes award ceremony. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ có 10 giải thưởng. Và ai trong số 41 cô gái xinh đẹp trên sân khấu ngay lúc này sẽ là chủ nhân của các giải thưởng đó. Chúng tôi xin được công bố giải người đẹp thể thao thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Oanh, số báo danh 345. Miss Sport belongs to Nguyễn Thị Oanh. Và tiếp theo, giải người đẹp thân thiện xin được chúc mừng thí sinh Hoàng Như Mỹ, số báo danh 320. The contestant Hoàng Như Mỹ, number 320, has won the extra prize of Miss Friendly. Và giải thưởng tiếp theo, người đẹp bản lĩnh xin được chúc mừng Nguyễn Thị Phương Thảo, số báo danh 686. Miss Bravery. Và thưa quý vị, giải thưởng tiếp theo là giải người đẹp ảnh. Chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh Vũ Thúy Quỳnh, số báo danh 606. Number 606, contestant Vũ Thúy Quỳnh has won the extra prize of Miss Photo. Và giải người đẹp áo dài xin được chúc mừng thí sinh Đặng Hoàng Tâm Như, số báo danh 326. Và tiếp theo là giải thưởng người đẹp tài năng, Miss Talent. Xin chúc mừng thí sinh Bùi Thị Thanh Thủy, số báo danh 119. Và tiếp theo sẽ là giải người đẹp thời trang, xin được chúc mừng số báo danh 343, Nguyễn Thị Hương Ly. Thưa quý vị, tiếp theo là giải người đẹp được yêu thích nhất với tỷ lệ bình chọn chiếm 45,5%. Xin được chúc mừng thí sinh Phạm Hoàng Thu Uyên, số báo danh 601. Tiếp theo chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh đạt giải người đẹp truyền thông, đó chính là Bùi Thị Linh Chi, số báo danh 248. Và thưa quý vị, cuối cùng là giải người đẹp biển. Xin được chúc mừng thí sinh Ngô Bảo Ngọc, số báo danh 113. Ngay sau đây chúng tôi xin mời đại diện các nhà tài trợ sẽ lên trao giải cho các người đẹp với hệ thống giải phụ này. Xin mời ông Trần Quốc Bình, nhà tài trợ huấn luyện thể hình chính thức trao giải người đẹp thể thao. I would like to welcome representative Mr. Trần Quốc Bình from the fitness sponsor for Miss Sports. Chúng tôi xin được mời ông Nguyễn Hoàng Vũ, nhà đồng tài trợ sẽ trao giải người đẹp thân thiện. The co-sponsor, Mr. Nguyễn Hoàng Vũ, will award Miss Friendly. Tiếp theo xin mời ông Hà Huy Cường, đại diện nhà tài trợ Bạch Kim là ngân hàng chính thức của cuộc thi, sẽ trao giải người đẹp bản lĩnh. Mr. Hà Huy Cường from the official bank of Miss Universe Vietnam, Platinum Sponsor, will award Miss Bravery. Tiếp theo chúng tôi xin mời bà Nguyễn Thị Thu Hường, nhà tài trợ nước hoa chính thức, sẽ trao giải người đẹp ảnh. The fragrance sponsor, Miss Nguyễn Thị Thu Hường, will award Miss Photo. Xin mời ông Trần Hoài Nam, đại diện nhà tài trợ vàng, nhà tài trợ thời trang chính thức, sẽ trao giải thưởng người đẹp áo dài. Ông Lê Đăng Khoa, nhà tài trợ vận chuyển hàng không chính thức, trao giải người đẹp tài năng. Ông Võ Mạnh Tín, nhà tài trợ bạc, trao giải người đẹp thời trang. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, đối tác bình chọn chính thức, trao giải người đẹp được yêu thích nhất. Và xin được mời bà Ivy Trần Mai là đối tác chiến lược sẽ lên sân khấu trao giải người đẹp truyền thông. Và bà Dương Thị Duyên Hải, nhà đồng tài trợ lên sân khấu trao giải người đẹp biển. Ngay sau đây xin mời đại diện các nhà tài trợ sẽ cùng trao giải các giải phụ cho những người đẹp của chúng tôi. Please award the winners of the extra prizes Miss Universe Vietnam 2022.
Và một lần nữa, xin chúc mừng những người đẹp đã đạt các giải thưởng phụ của Hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn đại diện của các nhà tài trợ. Thank you very much. Representatives of sponsors, please return to your seats. Thank you. Xin cảm ơn các người đẹp.